Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Mê Game đây. Thấy có nhiều bạn thắc mắc không biết giữa con tướng Vegito và con tướng Broly thì con nào mạnh hơn. Thì hôm nay mình sẽ đi xét hai con tướng này để các bạn hiểu rõ hơn nha. Mình để hình ảnh hai con này ngang nhau để dễ xem hơn. Đầu tiên thì mình sẽ xem chỉ số của hai con này. Hiện tại sẽ có 9 chỉ số: không, phòng, máu, tốc, chính xác, né tránh, bạo kích, kháng bạo, và nộ khí. Thì trong các chỉ số này chỉ có không và phòng thì là khác nhau, những cái khác thì đều giống nhau. Đối với con Vegito thì sẽ thiên hơn về công hơn với 101.752 công. Nó sẽ hơn 2.077 công so với con Broly chỉ có 99.675 công. Tuy nhiên với chỉ số phòng thủ của con Vegito chỉ có 46.827, nó sẽ thua 1.300 thủ so với con Broly có chỉ số thủ là 48.127. Khi so sánh hai chỉ số công và thủ này thì con Vegito hơi nhỉnh hơn một chút so với con Broly. Giả sử như bạn có 100 công khi đánh với đối thủ chỉ có 90 thủ thì sẽ gây ra sát thương cao hơn so với khi bạn có công 100 đánh với người có thủ 100. Vì khi chỉ số thủ của đối phương quá cao so với công của bạn quá thấp thì bạn không gây cho người đó sát thương cao được, thậm chí là không gây ra được sát thương. Mình nêu ra một ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn thôi. Mấy cái này thì chỉ mới xét về chỉ số cơ bản của hai con tướng này thôi. Tiếp theo ta sẽ xét về kỹ năng. Đối với con Vegito thì siêu một sẽ gây ra 350% sát thương lên 3 mục tiêu còn nhiều máu nhất và gây ra 30% sát thương duy trì 2 lượt. Còn con Broly thì siêu một gây 395% sát thương lên 2 địch có phòng ngự cao nhất và giảm 50% phòng thủ của nó trong 2 lượt. Giữa hai skill của hai con này thì con Vegito do gây sát thương lên 3 địch nên phần trăm sát thương sẽ thấp hơn, nó còn gây ra thêm phần trăm sát thương duy trì 2 lượt nên nó lại thiên về tấn công hơn. Trong 2 lượt duy trì sát thương đó, nếu mà thuận lợi thì tới lượt thứ 3 từ khi ra skill là nó có thể nộ thêm lần nữa rồi. Còn con Broly do tấn công chỉ 2 địch nên sát thương sẽ cao hơn, và nó còn giảm tới 50% thủ của địch duy trì 2 lượt. Khi mà nó ra skill xong thì sẽ bị giảm thủ thì bên mình đánh sẽ gây ra sát thương cao hơn. Xét tới skill 2 của Vegito thì khi máu dưới 35% thì sẽ tăng công bản thân lên 100%. Cái này dạng như là khi bị dồn vào đường cùng sắp chết thì bạn sẽ không còn sợ gì nữa, liều lên tấn công lúc này thì sức mạnh bộc phá khá ghê gớm. Còn đối với con Broly thì skill 2 khi đánh sẽ có 75% xác suất gây 25% sát thương duy trì lên 2 địch có máu thấp nhất duy trì 1 hiệp. Cái kỹ năng này thì cũng tương tự với skill 1 của con Vegito mà chỉ là sát thương thấp hơn và chỉ gây cho 2 địch. Nhưng bù lại nó là khi đánh là có xác suất ra skill chứ không phải đầy nộ mới ra được. Giờ thì ta xét đến skill cuối cùng của con Vegito, sau khi đánh sẽ có 75% xác suất chuyển 20% sát thương thành máu hồi phục cho bản thân. Skill này khá hữu dụng vì khi đánh nhau bạn có thể hồi máu thêm thì tỷ lệ sống sót của bạn cao hơn. Còn con Broly thì skill cuối thì khi đánh có 75% xác suất hồi 10 nộ và tăng công thủ lên 10%. Skill này vừa tăng công thủ lại vừa tăng nộ thì khi đánh bạn sẽ có thể ra ăn tiêu trước địch 1 đến 2 lượt là một lợi thế lớn, vì khả năng đánh thường sẽ gây ít sát thương so với dùng ăn tiêu được. Nãy giờ khi so sánh các skill của hai con tướng này thì khi bạn so sánh từng skill với nhau thì có thể con này nhỉnh hơn con kia một chút, tới skill khác thì lại ngược lại. Nhưng khi tổng hợp lại các skill của một con tướng thì nó sẽ bù trừ, bổ sung những khiếm khuyết của các skill với nhau. Bởi vậy khi so sánh một con tướng thì bạn hãy nhìn vào tất cả các skill và cả chỉ số cơ bản nữa. Và mình có thể kết luận lại rằng hai con này các bạn không thể nói là con nào mạnh hơn con nào được. Hai con cùng phẩm và khi lên trận thì cũng tùy vào các bạn sử dụng các con tướng khác với nó nữa. Mình thì mình thích con Vegito hơn, còn các bạn thì sao nè? Thường thì các bạn nên chơi một đội hình ít nhất là phải có một con đỡ đòn, một con hơi thiên về hỗ trợ, một con bơm máu cho đỡ chết, còn lại là công nữa. Chứ không phải bạn chơi một đội hình chỉ toàn hồi máu, rồi sát thương có đâu, hay là chơi toàn công khi ra hết skill mà không giết được địch, đánh lâu dài chỉ có thua thôi, vân vân và mây mây.
Và cái điểm mấu chốt là bạn thích con nào hơn, bạn chơi game cho bạn, để giải trí, giảm stress, chứ không phải bạn chơi cho người khác. Mà miễn người ta nói bạn phải chơi con này con kia thì bạn phải theo, nói cái gì thọt yếu, chơi không theo khuôn mẫu này nọ. Phải nhớ là bạn chơi cho mình, chỉ tham khảo ý kiến của người khác thôi. Chứ không phải bạn chơi game để kiếm tiền, bán lại nick này nọ thì bạn cần phải mạnh đứng top để bán lại. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.